VinFast bất ngờ tiết lộ giá bán mẫu xe điện VF6 tại Mỹ, rẻ hơn cả Hyundai Kona EV. Tại thị trường Mỹ, VinFast VF6 bản Eco sẽ có giá bán kèm pin là 34.000 USD, khoảng 805 triệu đồng. VinFast VF6 là mẫu ô tô điện đã lần đầu tiên trình làng, trong triển lãm điện tử tiêu dùng SET 2022 diễn ra vào tháng 1 năm ngoái. Một năm sau, hãng VinFast tiếp tục mang VF6 đến trưng bày tại triển lãm SET 2023 và công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Sau 2 tháng, giá bán của VinFast VF6 tại thị trường Mỹ bất ngờ được hé lộ trong tài liệu đăng trên trang web của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Theo tài liệu này, VinFast VF6 bản Eco sẽ có giá bán kèm pin là 34.000 USD, khoảng 805 triệu đồng. Giá bán kèm pin sau trợ giá của mẫu xe điện này là 31.250 USD, 740 triệu đồng. Tuy nhiên, VinFast cũng lưu ý rằng đây chỉ là giá bán mục tiêu của hãng dành cho VF6 bản Eco ở thị trường Mỹ. Cũng trong tài liệu này, hãng VinFast còn so sánh giá bán và thông số kỹ thuật của VF6 Eco với một số đối thủ tại thị trường Mỹ như Hyundai Kona EV, Kia Niro EV, Jeep Cherokee và Mercedes-Benz GLA. Qua đó, có thể thấy VinFast VF6 Eco có giá bán rẻ hơn Hyundai Kona EV 2023 bản sale 37.300 USD và Kia Nero 2023 bản Windsor VKD, 39.550 USD. Như thông tin đã đưa, VinFast VF6 cũng có hai phiên bản là Eco và Plus như các mẫu xe cùng thương hiệu. Đáng tiếc là trong tài liệu này không nhắc đến giá bán của VinFast VF6 Plus. Được định vị trong phân khúc SUV thuần điện cỡ B, VinFast VF6 sở hữu chiều dài 4.238mm, chiều rộng 1.820mm, chiều cao 1594 mm và chiều dài cơ sở 2730 mm. Xe có kích thước lớn hơn Hyundai Kona EV nhưng nhỏ hơn Kia Niro EV. Động cơ của VinFast VF6 bản Eco là motor điện mạnh 130 kW, khoảng 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Hai con số tương ứng của VinFast VF6 Plus là 201 mã lực và 310 Nm. Dù ở phiên bản nào, VinFast VF6 cũng dùng hệ dẫn động cầu trước FWD và được trang bị cụm pin có dung lượng khả dụng là 596 kWh. Nhờ đó, bản Eco có thể chạy được 399 km sau khi sạc đầy pin và bản Plus là 381 km. Được thiết kế bởi hãng Torino Design, VinFast VF6 mang trên mình diện mạo tối giản theo xu hướng chung của các mẫu ô tô điện trên thị trường. Mẫu SUV thuần điện cỡ B này có những chi tiết thiết kế đáng chú ý như hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe. Trong đó, giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V ôm lấy nắp capo và logo của hãng. Bên dưới là cụm đèn pha được đặt ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm hình lục giác với hộp màu đen ở giữa. Đây chính là vị trí đặt radar để phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS của xe. Tiếp đến là vành la răng 17 in với thiết kế 5 chấu kép, gương chiếu hậu tích hợp camera, cổng sạc sau chắn bùn trước bên trái và tay nắm cửa thông thường. Phía sau mẫu ô tô điện này cũng có giải đèn led hình chữ V tương tự đầu xe và đèn hậu nằm phía dưới, ở hai bên cửa cốp. Trong khi đó, cản sau được thiết kế hai màu nhằm tạo cảm giác thể thao. Bên trong VinFast VF6 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và được phối hai màu tương phản. Trước mặt người lái là vô lăng ba chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp các phím chức năng và màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch đặt nổi trên mặt táp lô. Ở bản Eco, xe sẽ dùng ghế bọc nỉ pha ra trong khi bản Plus được trang bị ghế bọc da và trần kính toàn cảnh. Ở giữa hai ghế trước không có cụm điều khiển trung tâm như, thông thường mà chỉ xuất hiện hai hộp đựng cốc và núm xoay chuyển số. Những trang bị đáng chú ý còn lại của mẫu xe điện này, bao gồm điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp. Hãng VinFast đặt mục tiêu trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 cho VF6. Đồng thời, VinFast VF6 cũng được kỳ vọng sẽ đạt 5 sao về an toàn. Tại thị trường Mỹ, VinFast VF6 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành cho pin là 7 năm, không giới hạn số km. Trong khi đó, chính sách bảo hành cơ bản cho xe là 7 năm hoặc 87.000 dặm, 140.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước, cao hơn các đối thủ như Hyundai Kona EV và Kia Niro F, 5 năm hoặc 96.000 km. Hiện giá bán của VinFast VF6 tại thị trường Việt Nam chưa được công bố. Theo kế hoạch, trong tháng 3 năm 2023 này, hãng VinFast sẽ bắt đầu mở cọc cho VF6. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.